Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em đang theo dõi là dòng xe Ford Ranger nhé. Cái thời điểm vừa rồi thì em cũng sẽ cập nhật liên tục cái chính sách giá bán của dòng xe Ford Ranger này. Nếu mà anh em nào mà xem những cái video trước của em rồi thì cũng có thể bỏ qua được video này nhé, vì chính sách giá bán vẫn đang hỗ trợ rất là tốt về giảm tiền mặt cũng như là có quyền linh động giảm sâu về tăng cường phụ kiện cũng như quà tặng. Thì thời điểm này thì em sẽ chia sẻ tổng hợp của tất cả các phiên bản, có 4 phiên bản dòng xe Ford Ranger được sản xuất và lắp ráp ở trong nước và 2 phiên bản được nhập Thái, bao gồm là phiên bản Raptor và phiên bản Stormtrek anh em ạ. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em nhé. Thì đầu tiên em sẽ chia sẻ với anh em 4 cái phiên bản lắp ráp ở trong nước nhé. Đầu tiên là bản Ford Ranger XNS 1 cầu. Bản này thì đang có mức giá limit đề xuất là 707 triệu. Hiện tại chính sách giá bán khi mà cái chương trình giảm 50% lệ phí trước bạ được thực hiện thì cái phiên bản này anh em sẽ tiết kiệm đâu đó lên đến 26 triệu tiền giảm thuế của nhà nước. Và cái phần quà tặng của đại lý bên em thì hỗ trợ giảm sâu về tiền mặt. Còn cái mức sâu thì thực sự là anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện cho em để tránh bị vi phạm về marketing của hãng, vì em cũng đang bán dưới chính sách cho phép anh em nhé. Và em sẽ tạm tính cái tổng lăn bánh để anh em hình dung được con số cần chuẩn bị. Ở khu vực Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị cho em là 696 triệu. Trả góp thì đang là 129 triệu. Lăn bánh ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 691 triệu. Trả góp thì đang là 124 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí đăng ký cố định, ví dụ như là tiền thuế trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự, và chưa bao gồm các chi phí đăng ký trọn gói anh em nhé. Với cái dòng xe này thì bên em cũng có một số màu để giao ngay. Nếu anh em cảm thấy phù hợp với cái mức giá em đang chia sẻ thì gọi điện cho em để em gửi bảng tính lăn bánh. Và cái chính sách anh em cảm thấy ok thì anh em mình mới đi đến cái bước lên hợp đồng anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là bản Ford Ranger XNS 4x4AT phiên bản số tự động 2 cầu. Bản này thì đang có mức giá limit đề xuất là 776 triệu. Với cái chính sách ưu đãi kép ở thời điểm này anh em sẽ tiết kiệm lên đến hơn 70 triệu anh em nhé. Chi tiết thì anh em cũng phải gọi điện cho em, và thực sự là anh em quan tâm thực sự thì hẵng gọi, còn không anh em cũng có thể bỏ qua giúp em nhé. Vì là em thời điểm trước thì em public được cái giá giảm, nhưng thời điểm này bên em vẫn hỗ trợ giảm sâu nên là tránh bị vi phạm về marketing nên em sẽ không chia sẻ cái giá giảm ở trên này, và em vẫn tạm tính cái tổng lăn bánh để anh em hình dung được con số cần chuẩn bị. Ở khu vực Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị cho em là 757 triệu. Trả góp thì đang là 140 triệu. Lăn bánh ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 752 triệu. Trả góp thì đang là 135 triệu. Đó, đây là cái mức ưu đãi cực kỳ tốt để cho anh em dễ dàng là cân đối quyết toán vào cọc để lấy dòng xe Ford Ranger rồi. Nếu anh em cần có giá tốt hơn hay là cái giá chi tiết cụ thể thì anh em vui lòng cứ gọi cho em đi anh em nhé. Và tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ 3, đó là bản Ford Ranger Wildtrak nhé. Bản Sport thì hiện tại bên em không có xe nên phiên bản này em sẽ bỏ qua. Bản Wildtrak thì đang có mức giá limit đề xuất là 979 triệu. Chính sách giá bán khi mà được hưởng cái chính sách ưu đãi kép thì anh em sẽ tiết kiệm lên đến 100 triệu anh em ạ. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị cho em là 948 triệu. Trả góp thì đang là 175 triệu. Lăn bánh ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 941 triệu. Trả góp thì đang là 169 triệu. Với phiên bản Wildtrak này thì bên em cũng có một số màu như là màu trắng và màu đen để giao ngay nhé. Còn các xe màu khác thì anh em phải đi chờ thôi anh em ạ. Và tiếp theo em sẽ chia sẻ với anh em hai cái phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Đầu tiên là bản Ford Ranger Stormtrek. Bản này thì đang có mức giá limit đề xuất là 1 tỷ 039 triệu. Sau khi áp dụng giảm thêm tiền mặt cũng như là tặng anh em những gói phụ kiện cơ bản nữa thì để lăn bánh tại Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 077 triệu. Trả góp thì đang là 229 triệu.
lăn bánh ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.064.000.000, trả góp thì đang là 217.000.000 đó. Bản Storm Check này ở thời điểm này thì cũng không có xe để giao ngay đâu, nhưng mà anh em mà đặt xe thì bên em sẽ hỗ trợ là kéo xe về trong vòng một tuần là có xe để giao cho anh em thôi anh em nhé. Và tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Forager Raptor. Bản này cũng không sẵn xe anh em ạ, không sẵn xe đâu, nhưng mà em vẫn chia sẻ cái tổng lăn bánh để anh em hình dung được con số cần chuẩn bị. Với cái phiên bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 1.299.000.000. Với chính sách giá bán ở bên này em thì cũng đang hỗ trợ giảm sâu hơn cái mức ưu đãi, cũng như là thời điểm này thì cái mức ưu đãi lên đến gần 100% thuế trước bạ được trừ trực tiếp vào giá xe anh em ạ. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị cho em là 1.326.000.000, trả góp thì đang là 281.000.000. Lăn bánh ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.310.000.000, trả góp thì đang là 265.000.000 đó. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất của dòng xe Forerunner rất là chi tiết cụ thể rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn nhé, hay là muốn biết bất cứ mỗi chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng bắt buộc phải gọi điện cho em thì em mới chia sẻ được cái chính sách giá bán anh em nhé. Và em sẽ không gửi qua tin nhắn để tránh bị vi phạm về marketing anh em ạ. Nếu mà anh em cảm thấy thực sự ok thì hãy gọi, còn đâu sẽ bỏ qua giúp em cái video này nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.